Xin kính chào các bạn quý vị. Hôm trước thì mình đã từng có cái bài so sánh nhanh về thiết kế của chiếc iPhone SE cũng như Galaxy A5 2016. Hôm nay chúng ta sẽ so sánh chi tiết hơn ở nhiều yếu tố khác. iPhone SE hiện tại thì các bạn có thể mua chính hãng sách tay thì cùng phân khúc với lại cái chiếc Galaxy A5 nhỉnh hơn một tẹo. Và tại điện thoại mình các bạn thấy là mức giá này cũng khá hợp lý rồi. Còn bây giờ mình sẽ so sánh xem. Về thiết kế bên ngoài chúng ta đã đi sâu vào thì theo một cái kết quả trên YouTube, số lượng người bình chọn thiết kế Galaxy A5 cao gấp đôi so với iPhone SE và mọi người đều thích cái bên ngoài của Galaxy A5 trông sang trọng và bắt mắt, và đặc biệt phần lớn mọi người đều lựa chọn A5 là do màn hình to hơn, mọi người cho rằng là màn hình 4 inch không phù hợp nữa. Nhưng mà có những cái nhỏ nhưng mà lại khỏe hơn mấy thằng to nhiều. Chứng minh đầu tiên đó là về sức mạnh và độ dẻo dai thì Galaxy A5 mặc dù thì to xác nhưng so với điểm AnTuTu thì iPhone SE cao gấp đôi so với chiếc Galaxy A5. Và có lẽ về sức mạnh thì mình cũng chẳng cần phải nói nhiều, iPhone SE đánh bại cái Galaxy S7 và Note 5 chứ đừng nói gì cái chiếc Galaxy A5 này. Hay là các bạn cần một sản phẩm hiệu năng cao nhất thì nên lựa chọn cái chiếc iPhone SE. Nhưng đổi lại của sản phẩm Samsung lại cũng có rất nhiều điểm cộng. Ví dụ nhá, chúng ta sẽ có màn hình to hơn. Màn hình to xem phim lướt web đã, và đặc biệt là thiết bị của Samsung có độ sáng cao, ra ngoài trời rất dễ nhìn. Sản phẩm này của chúng ta thì còn có màu sắc rất tươi, nịnh mắt. So sánh cùng các màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu hồng thì chúng ta đều thấy màn A5 nổi bật. Do vậy khi ban đêm xem phim, các bạn thấy là màu đen nó sâu với những hình ảnh bắt mắt. Khi mà các bạn cần một màu sắc trung thực thì có thể chuyển về chế độ Basic trên Galaxy A5. Và khi này so sánh lại lần nữa, chúng ta thấy là màn hình của A5 và chiếc iPhone SE gần như không khác nhau. Đây là điểm lợi thế của Samsung khi mà màn hình có thể tùy biến được đậm đà hoặc là về cơ bản nhất theo sở thích của người dùng. Chiếc smartphone của Samsung còn được trang bị nhiều tính năng vui vẻ mà mình đánh giá cao. Ví dụ như chúng ta thì chạy song song hai ứng dụng cùng trên màn hình rất là tiện. Double tap phím home để có thể mở nhanh camera chụp bất kỳ đâu, các bạn gái sẽ không thể thoát được tay của mọi người. Cũng như là chúng ta có thể chuyển sang chế độ siêu tiết kiệm pin để tăng thời gian sử dụng của máy, và có thể thay đổi theme trên toàn hệ thống thay vì các icon buồn chán giống như trên iPhone, thậm chí để hình nền còn che hết cả mặt gấu, toàn lỗ chỗ, toàn icon che hết cả lên. Nhưng mà sản phẩm của Apple thì được người ta chọn vì gì? Đấy, các bạn thấy là khi mà A5 có quá nhiều tính năng nhưng đổi lại nó sẽ hơi phức tạp với nhiều người. Thế cái đó iPhone muôn đời giao diện nhàm chán nhưng được đem lại anh ta một cái sự ổn định tuyệt vời. Các game ứng dụng ở trên App Store quá nhiều, các bạn sẽ có những game thậm chí còn độc quyền như Infinity Blade cũng không xuất hiện trên Android, hay là những cái game được tối hóa làm sao cho iPhone hoạt động tốt nhất và mượt mà nhất. Đặc biệt là cái sự hỗ trợ A5 căng lắm, chắc là khoảng 2 năm nữa. Trong khi đó với chiếc iPhone thì chúng ta sẽ có vòng đời lên tới khoảng 4 năm. Đây là một điểm lợi thế mà mình cho rằng người ta sẽ thích sản phẩm của Apple. Chiếc Apple iPhone SE thì bên cạnh trái ta sẽ có được cái cần gạt công tắc để khi mà chuyển sang chế độ im lặng, cũng như chế độ tắt âm rất là nhanh. Nhưng mà cái chiếc Galaxy A5 được đánh giá cao hơn ở cái phần pin, khi mà dung lượng pin lớn, thời lượng on screen sẽ có khoảng 5 giờ, còn iPhone SE mình dùng trung bình khoảng 3 tiếng. Ngoài ra Galaxy A5 còn có công nghệ sạc pin nhanh, còn iPhone SE thì không có. Nếu xét vào độ bền thì mình đã có nhờ một bạn khác thử làm rơi, và iPhone SE mình đã có một cái vết móp. Còn chiếc Galaxy A5 thì thoải mái hơn. Chiếc máy này có viền bằng kim loại cực cứng chứ không phải là cái loại mềm mỏng giống như iPhone SE như thế này. Về camera, do được trang bị camera từ iPhone 6S xuống nên chẳng có gì lạ khi mà iPhone SE camera về độ chi tiết, độ tương phản, giải nhạy sáng, chụp lần tiêu sáng cũng có chi tiết cao hơn so với chiếc Galaxy A5. A5 nhìn sơ qua trên màn hình thì trông rất thích vì màu ảnh thường sáng và bắt mắt. Tuy nhiên thì độ chi tiết và những cái gì các bạn cần thì có lẽ Galaxy A5 khó bị kịp với iPhone SE. Thứ mà A5 có lẽ nổi bật hơn là camera selfie, đem lại cái khả năng nịnh mắt cũng như là camera selfie của nó góc rộng hơn so với iPhone SE. Như vậy là nếu mà để so sánh giữa hai chiếc máy này thì với hôm trước cả bài thiết kế và tổng kết lại, mình cho rằng Galaxy A5 sẽ có những điểm đáng tiền sau. Thứ nhất là về thiết kế bên ngoài bắt mắt, làm bằng kính trông rất là sang trọng. Sản phẩm này có hỗ trợ 2 SIM có thể nhớ. Chiếc máy này có đi kèm nhiều tính năng thông minh tuyệt vời, đa nhiệm song song cửa sổ, tùy biến cao. Sản phẩm của chúng ta thì sẽ đi kèm với thời lượng pin rất là tốt và camera selfie đẹp. Chiếc máy này có lẽ phù hợp với các bạn gái là tuyệt vời nhất. Còn khi đó iPhone SE thì lại phù hợp với các bạn nữ, với một cái thiết kế rất là mảnh mai, nữ tính. Chúng ta sẽ có màu hồng rose gold. Ngoài ra thì trên chiếc smartphone này có hiệu năng cực kỳ là tuyệt vời, mạnh mẽ và camera sau tốt. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn iPhone SE hay Galaxy A5, và được đặc biệt là Galaxy A5 cũng có mức giá rẻ hơn, thì sẽ là cân nhắc đáng kể cho chúng ta. Mọi người hãy bình chọn ở góc màn hình để xem chiếc máy nào sẽ được ủng hộ nhất. Hẹn lại anh em trong các video lần sau. Mình là định nói chọn máy gì nhưng mà thôi, không nói lại bảo Sider.